Sau cuộc binh biến khiến chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ vào cuối năm 1963, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mới do Nguyễn Văn Thiệu làm Tổng thống thực hiện một số các chính sách cai trị mới đối với khu vực người sắc tộc tại cao nguyên Trung Phần. Dù có phần mềm mỏng hơn, nhưng với bản chất cai trị bóc lột tàn bạo của đế quốc thực dân, đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây vẫn không thoát khỏi thân phận nô lệ. Phong trào đấu tranh của số trí thức và đồng bào thượng chống lại chính sách đối xử, phân biệt sắc tộc tiếp tục bùng lên. Tháng 3 năm 1964, tổ chức Mặt trận Giải phóng Cao Nguyên, viết tắt là FLHP được thành lập. Nếu như trước đây, phong trào Bajaraka do Ibrahim Anwar khởi xướng được thực hiện bằng các cuộc biểu tình bất bạo động, thì giờ đây đã chuyển thành các cuộc tập kích có vũ trang của lực lượng đặc biệt và các đội dân sự chiến đấu người thượng. Điều đó khiến cho vùng hai chiến thuật của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hao tổn lực lượng, nhiều phen hỗn loạn hú vía. Để giảm bớt áp lực chính trị dưới sự hậu thuẫn, dàn xếp của Tòa Đại sứ Mỹ tại Cao Nguyên, ngày 20 tháng 9 năm 1964 tại Campuchia, Mặt trận Thống nhất đấu tranh của các sắc tộc bị áp bức, viết tắt là Phuro ra đời. Tại Tây Nguyên, Ibrahim Anwar là thủ lĩnh đứng đầu bao quát 5 tỉnh, gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Phuro coi đây như ranh giới về mặt địa lý, để số đối tượng tàn dư qua các thời kỳ lấy đó làm cơ sở để tuyên truyền, xuyên tạc nhằm làm cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên ngộ nhận đó là đất đai của người thượng, của nhà nước Đề Ga, dần định hình tư tưởng ly khai, phục vụ cho các ý đồ chính trị của chúng trên cao nguyên. Hoạt động tranh chấp đất đai giữa người dân với người dân, giữa người dân sống lâu năm ở Tây Nguyên với những người dân từ nơi khác di cư đến Tây Nguyên, giữa người dân với các cái doanh nghiệp, các cái công nông trường ở Tây Nguyên. Và với cái mâu thuẫn tranh chấp ấy thì các cái thế lực thù địch bên ngoài, nhất là cái tổ chức Phunro, luôn chú ý lợi dụng kích động người dân. Và thực tế cho thấy là từ cái năm 2000 cho đến nay, số đối tượng Phunro lưu vong luôn lợi dụng vấn đề này để kích động người dân tộc thiểu số Tây Nguyên đòi đất đồng đất bà, để từ đấy phát sinh ra những cái cuộc biểu tình bạo loạn. Đồng bào đòi là đất ông, đất bà, đất tổ tiên rồi đất trước đây. Nhưng mà thực tế bây giờ mình đã giải phóng gần 45 năm rồi, 43 năm, 45 năm rồi. Chúng ta đã quốc hữu hóa rồi. Cho nên đất đai hiện nay là nhà nước đã có quyền sử dụng, theo luật đất đai là có quyền sử dụng đất hết rồi. Nhưng mấy cái việc tranh chấp vừa rồi chẳng qua là một số người kích động, nó xúi dục. Chứ trước đây, cách đây 10 năm, 15 năm không có việc này, không có nội dung này, không có chuyện này. Bây giờ nó mới đây vì đất ở Tây Nguyên này là đất nông nghiệp cũng là giá trị này. Rồi đất ở cũng giá trị này. Rồi một số cái thành phần mà chuyên môn buôn bán đất cỏ, đất này kia, nó trong đó là người dân tộc luôn. Chuyên môn đi dựng lên cái chuyện này để đòi đất ông đất bà. Sau gần 50 năm Tây Nguyên được giải phóng, khu vực này đã có những thay đổi tích cực, toàn diện về mọi mặt. Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây không ngừng được cải thiện và đạt được nhiều bước ngoặt quan trọng về kinh tế, xã hội. Với Tây Nguyên, Đảng Chính phủ đã có những chính sách ưu tiên, đặc thù, áp dụng riêng cho khu vực này. Tuy nhiên, song song với những quyết sách của Đảng Chính phủ để phát triển Tây Nguyên, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc ở khu vực này, các thế lực thù địch, đặc biệt là các tổ chức phản động Phunro lưu vong cũng liên tục đẩy mạnh các hoạt động phá hoại. Với lịch sử mang tính đặc thù cùng với các tập tục văn hóa sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ, các buôn làng của người Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, Mờ Nông đã và đang tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn về an ninh trật tự và an ninh chính trị. Nhiều dự án liên quan đến việc thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai nhằm phát triển kinh tế ở các tỉnh Tây Nguyên thường xuyên bị các thế lực thù địch lợi dụng để lôi kéo, cổ suý người dân chống chính quyền bằng những luận điệu mang đầy sự kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Không ít người đã tin theo chúng, thậm chí phản ứng quá khích trở thành công cụ, tiếp tay cho các đối tượng phản động thực hiện ý đồ. Cái luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch là các đối tượng luôn tuyên truyền là người kinh cướp đất của đồng bào, và đất của đồng bào, đất của ở Tây Nguyên là của đồng bào, luôn luôn là luận điệu là như thế. Và cách tuyên truyền
cách tuyên truyền thì có rất nhiều cái tuyên truyền thông qua thông qua các cái kênh truyền thông đại chúng, rồi đặc biệt là cái chỗ mạng xã hội. Tháng 2 năm 2023, dự án Hồ Nước Ta Huét là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Giai đoạn 2021-2025 được khởi công nhằm chống ngập úng, phục vụ tưới tiêu cho gần 2.600 hectare cây công nghiệp, hoa màu của người dân huyện Đức Trọng. Để thực hiện dự án, tỉnh Lâm Đồng đã quy hoạch khoảng 163 hectare đất, trong đó có gần 97 hectare đất hoa màu của 108 hộ dân là người đồng bào Ca Ho tại thôn Ca Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Phương án đền bù tái định canh cũng như các phương pháp ổn định sinh kế cho đồng bào có đất thu hồi đều đã có, thậm chí Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng như huyện Đức Trọng nhiều lần tổ chức đối thoại với các hộ dân, nhưng qua sự móc nối kích động của các đối tượng phản động hiện lưu vong tại Hoa Kỳ, nhiều hộ dân vẫn cương quyết phản đối chính quyền, ngăn cản đơn vị thi công thực hiện dự án. Điều đó khiến cho kế hoạch hoàn tất công trình này nhiều khả năng bị chậm tiến độ. Điều đáng nói ở đây là nhiều đồng bào chỉ vì nhận thức hạn chế đã tin vào luận điệu của những kẻ chống phá đất nước mà quên đi rằng người hưởng lợi từ chủ trương này là chính họ. Đối với dự án này thì lãnh đạo tỉnh cũng đã quan tâm từ nhiều năm nay. Mà sau một thời gian cũng rất là dài thì mới được Trung ương, được Chính phủ quan tâm để bố trí thực hiện cái dự án. Đây là một dự án mà lãnh đạo của tỉnh đến huyện đã có nhiều cái văn bản trả lời rồi. Đây là một dự án hoàn toàn phục vụ cho vấn đề về cộng đồng, phục vụ xã hội. Không có một cái vấn đề nào mà mang cái tính đó là của doanh nghiệp hay là một cái cá nhân, một nhóm lợi ích nào trong cái việc này. Cái tổ chức phản động Việt Tân rồi với là số cái đối tượng tham gia trong các tổ chức phản động của người dân tộc thiểu số ở nước ngoài, rồi một số cái đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh là tham gia vào các tổ chức xã hội dân sự, là coi là có những bài viết là xuyên tạc cái việc chính quyền tỉnh Lâm Đồng là lấy đất của dân, đặc biệt là lấy đất của đồng bào dân tộc để coi như là giao cho một số cái doanh nghiệp xây dựng các cái khu nghỉ dưỡng, để sân gôn để phục vụ cái lợi ích nhóm, thì cái đó là toàn bộ những cái luận điệu đó là luận điệu xuyên tạc, không đúng sự thật. Việc thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng hồ chứa nước Ta Huét ở Đức Trọng, Lâm Đồng chỉ là một trong nhiều vụ việc mà các thế lực thù địch phản động lợi dụng vấn đề đất đai để lôi kéo, kích động đồng bào chống chính quyền. Năm 2017 cũng từ sự giật dây của các đối tượng phản động lưu vong, đồng bào ở hai làng Pleisa và Lâm Tùng, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã tự ý lấn chiếm đất, phân giới, dựng lều trại trên diện tích gần 210 ha của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Kon Tum đang khai hoang để tái canh, yêu cầu công ty trả lại đất cho dân. Đây là diện tích đất do nhà nước quản lý đã được giao cho doanh nghiệp canh tác cao su từ lâu. Trước những đòi hỏi vô lý, chính quyền các ban ngành đoàn thể địa phương phải mất nhiều thời gian để giải thích, vận động để đồng bào hiểu rõ quy định pháp luật, nhận diện rõ âm mưu của các đối tượng phản động, lợi dụng vấn đề đất đai đi xuyên tạc bản chất vụ việc. Hơn 10 năm trước khi chính phủ khởi công hai dự án khai thác bô xít tại hai xã Tân Rai, Nhân Cơ thuộc hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, bên cạnh những ý kiến mang tính xây dựng của các tầng lớp nhân dân đóng góp cho chính phủ, thì với giọng điệu công kích, các đối tượng thù địch lưu vong được dịp lưu loa công kích chủ trương này. Với những luận điệu thiếu căn cứ khoa học, chúng không chỉ tung tin đồng bào bị mất đất, hết kế sinh nhai, mà còn bị đầu độc do ô nhiễm môi trường, chất thải từ các dự án, khiến nhiều người dân liền kề dự án này không khỏi hoang mang. Thế nhưng, hơn 10 năm qua, đồng bào Mờ Nông ở xã Nhân Cơ chỉ thấy rằng đời sống của mình có sự thay đổi lớn khi dự án đi vào hoạt động vẫn được địa phương bố trí đất canh tác. Từ số tiền nhà nước đền bù, hỗ trợ nhiều gia đình có thêm vốn làm ăn và đặc biệt con em đồng bào được nhà máy nhận vào làm việc với mức thu nhập ổn định. Chả không thấy cũng nâng lên chứ, không phải riêng mình em đâu. Em thấy carbon này cũng thấy không thay đổi nhiều, thấy không phát triển. Mỗi thấy mỗi năm thì nhà nào cũng gây lại cũng phát triển hơn thêm tí tí, từng bậc vậy đấy.
em cảm thấy như vậy. Sau khi mà dự án triển khai thì cái cơ hội việc làm của bà con trên địa bàn cũng rất là triển vọng. Thì hiện tại cũng có rất là nhiều con em của bà con trong bon là tham gia làm việc tại khu công nghiệp, các nhà máy, cho nên là cuộc sống cũng rất là tốt. Và các bạn ấy thì tham gia làm việc cho bên chỗ công ty thì cũng được hưởng rất là nhiều ưu đãi. Đối với chính sách của bên công ty thì cũng rất là ưu tiên đồng bào dân tộc tại chỗ. 13 năm kể từ khi Thủy điện Đồng Nai 3 khởi công xây dựng, cũng là 13 năm đồng bào Mạ, khu vực Lòng Hồ chuyển lên khu tái định cư nằm ngay trung tâm xã Đắc Bờ Lao, huyện Đắc Cờ Long. Thay cho cảnh đèn dầu, sống trong những căn nhà lá tạm bợ thiếu thốn đủ thứ về an sinh, cơ sở hạ tầng, là những căn nhà xây kiên cố được chăm sóc y tế kịp thời khi đau ốm, còn những đứa trẻ không còn chịu cảnh thất học. Kể từ khi chuyển lên nơi ở mới, nhiều gia đình đã mua đất, chuyển đổi cây trồng, khiến Đắc Pờ Lao dần trở thành vùng chuyên canh sầu riêng của huyện Đắc Cờ Long. Dù vẫn còn nhiều khó khăn về quỹ đất canh tác, kinh phí hỗ trợ để bà con chuyển đổi nghề, nhưng đối với họ, dự án này đã khiến họ thoát khỏi sự tăm tối, đói nghèo vùng Lòng Hồ. Nhưng mà tỉnh tổ chức có thay đổi nhiều hơn so với ngày xưa không ạ? Có thay đổi chứ, cái này mấy thay đổi này vui lắm, phấn khởi lắm. Bà con này, hồi xưa nó khó khăn lắm, xưa đâu có gì đâu. Ở nghèo khổ này rồi chiều ngủ ăn uống rồi sang đi làm rồi về ngủ. Đây về đây nhà nước là cũng đỡ khỏe rồi, bà con mạnh rồi, còn đau ốm là có thuốc men đầy đủ hết rồi, nó lo hết rồi. Đời sống văn hóa của người dân thì cũng được từng bước cải thiện, đặc biệt là trong vấn đề con em của các đồng bào dân tộc thiểu số ở đây là được học văn hóa. Đến thời điểm này thì là trẻ em xã thì đã đạt mức 1 là cái xóa mù chữ, hiện tại thì đang triển khai ở mức độ 2. Thì trong xã thì con em của đồng bào dân tộc thiểu số được học hành trên các trường đại học cao đẳng trong toàn quốc thì hiện nay thì cũng đã là cũng tương đối nhiều. Quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam là chăm lo cho đời sống của nhân dân với nguyên tắc, mục tiêu nhất quán là bình đẳng giữa các dân tộc, cũng như nhiều khu vực có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên khắp cả nước. Với những chính sách của Đảng, đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đang có những thay đổi từng ngày, đó là điều không thể phủ nhận. Việc lợi dụng yếu tố dân tộc, tôn giáo, nhân quyền hay đất đai để khoét sâu mâu thuẫn, chia rẽ đồng bào, kích động tư tưởng ly khai tự trị ở Tây Nguyên là mưu đồ chính trị thâm độc của các đối tượng phản động lưu vong, cần tỉnh táo nhận diện và ngăn chặn kịp thời.